Ok anh em, đây thì nói chung thì Khải vừa nhận nhận phần thưởng xong thì cũng có người định mua. Thì chắc cũng bán thôi anh em ơi. Tại vì Khải đã xét đồ lung rồi. Bán thì bán thôi chứ giờ còn đỡ chạy biết làm gì. Ok, bán rương này nha anh em ơi. Phi vụ này nói chung thì đu cái top xong thì cũng không có được gì. Nói chung là chủ yếu thích con ngựa kia mà không không ăn được. Đâm ra như là lỗ anh em ơi. Không được gì. Ok. Nó khai ấy gì vậy? Chạy ốc đi cha. Ok, bán rương. Kháng đẹp không đẹp? Quá chất. Ok. Chốt. Rồi, ok, bán rương.